Xin chào các anh em của Cà Phê Nhân Phẩm. Như vậy là mùa 3 với chủ đề Vô Hạn Thiên Hà sẽ chỉ còn khoảng một phiên bản nữa, tức 10.18. Và sau đó sẽ chính thức khép lại với chủ đề mới ở mùa 4 với tên gọi Định Mệnh, lên sóng vào 10.19. Điều này cũng đồng nghĩa rằng thời điểm ấn định danh dùng của anh em cũng chỉ còn khoảng thời gian ngắn nữa thôi. Bởi kiểu gì thì qua mùa giải mới, tất cả sẽ bị reset danh hết cả mà, đúng không ạ? Cuối mùa giải này, mặc dù meta cũng không có nhiều thay đổi, không có nhiều biến động, tuy nhiên, mình vẫn thấy rất nhiều anh em cờ thủ vẫn còn loay hoay, đang chưa biết chơi như thế nào, chơi những gì cho dễ dàng leo danh. Ở video này, mình sẽ không cung cấp cho các bạn đâu là những đội hình mạnh nhất, bởi tất cả đã luôn được mình làm nội dung ngay ở mỗi phiên bản mới được update rồi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với 5 điều cơ bản giúp anh em dễ dàng cải thiện bậc xếp hạng của mình trong giai đoạn cuối mùa giải. Cà phê Liên Minh, Cà phê Nhân Phẩm, Cà phê Tốc Chiến và Cà phê Valorant. Hãy subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung mới nhất từ hệ thống của chúng tôi. Thứ nhất, tham khảo các chuyên trang đội hình uy tín. Dẫu biết rằng trò chơi cờ quạt là một tựa game mang đầy tính sáng tạo, tuy nhiên mức độ sáng tạo cũng cần phải nằm trong một khuôn khổ nhất định. Bạn sẽ rất khó có thể leo danh nếu như không chịu tìm hiểu về meta, về các đội hình nổi bật nhất ở thời điểm hiện tại. Đặc biệt, theo như những gì tìm hiểu và kinh nghiệm của bản thân, mình thấy có 3 chuyên trang uy tín và cập nhật nhất về meta cũng như các đội hình hiện tại để anh em dễ dàng tham khảo. Đó là: thứ nhất, tfttactics.gg. Đây là chuyên trang có tích hợp sẵn phần mềm ghép đồ vào trong game mà dạo đầu lúc anh em chơi hay sử dụng. Trong trang này, ở phần team comp, anh em có thể thấy được top các đội hình tốt nhất được sử dụng ở phiên bản hiện tại, được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp theo các mức xếp hạng S, A, B, C. Nếu click vào biểu tượng mũi tên trỏ xuống ở mỗi đội hình, các bạn sẽ thấy được hướng dẫn cơ bản bao gồm các hệ tộc trong đội hình này và trang bị ưu tiên sử dụng, các biến thể thay thế và cách xếp cờ phổ thông nhất. Không những vậy, ở những mục khác, các bạn sẽ tìm thấy những bảng xếp hạng về hệ tộc, bảng xếp hạng các quân cờ cùng các thông tin liên quan về trang bị, hệ thiên hà, vân vân và mây mây. Theo mình thì tfttactics.gg là chuyên trang phổ thông nhất, uy tín nhất cho anh em nếu muốn theo đuổi bộ môn cờ quạt ở mức độ nghiệp dư. Thứ hai là lolchess.gg, hay mình gọi là lolchess.gg. Đây cũng là một trang mình hay tham khảo với các phần bố cục cũng tương tự như trang tfttactics. Điều mà mình thấy khác ở trang này đó là số lượng đội hình trong meta cũng nhiều hơn. Đồng thời khi xuất hiện một đội hình mới hay thú vị trong phiên bản, chuyên trang này cũng sẽ ra lò sớm hơn so với TFT Tactics. Tuy nhiên số lượng đội hình rác theo đó cũng nhiều hơn và bạn phải thực sự suy nghĩ nếu muốn áp dụng vào trò chơi đấy nhỉ. Thứ ba là trang Google Driver mà mình có để link ở phần dưới mô tả. Riêng với độ update, tức khả năng cập nhật đội hình thì đây là trang nhanh nhất bởi nó update gần như là mỗi ngày. Anh em có thể check được điều này qua dòng Last Update. Về trang này thì nhược điểm của nó là bố trí hơi khó nhìn. Chưa hiểu thì cứ để lại bình luận ở video, mình sẽ cố gắng giải đáp và trả lời hết nha. Thứ hai, liên tục kiểm tra các cờ thủ để hạn chế tối đa việc bị KS cờ. Hiện tại có thể nói meta đang khá nhảm với chỉ một vài đội hình đủ sức lọt top, tuy nhiên lại được rất nhiều các cờ thủ tranh nhau sử dụng, nhất là ở mức danh tầm kim cương trở xuống. Thế nên việc cần làm của bạn trong mỗi ván đấu không chỉ đơn thuần là tập trung vào đội hình của bản thân, mà còn phải kiểm tra xem đối phương sẽ đã và đang chơi đội hình gì trong lobby. Thường thì điều này sẽ được thể hiện rõ nét nhất sau khi hoàn thành round người đá. Tuy nhiên bạn cũng có thể phần nào đoán ra qua việc chúng lắp đồ cũng như trên hàng chờ có gì. Kiểu như chúng lắp áo choàng thủy ngân sớm thì khả năng cao là chơi Garen chẳng hạn. Và nếu như có từ 2 cầu thủ trở lên đã cùng chơi một bài, hãy cố gắng tránh khỏi điều này và tập trung vào đội hình khác có thể đủ sức đương đầu với họ. Đồng thời, với phần nào làm chậm quá trình lên cờ của chúng qua việc lấy đi các mảnh ghép thành phần và để lên sân chờ nếu kinh tế của bạn cho phép. Thực hiện điều này một cách liên tục, bạn sẽ có tỷ lệ cao hơn là top khi trận đấu kéo dài. Thứ ba, chơi đồ ngon từ sớm. Ấy, anh em đừng có nghĩ là mình đang xúi bậy mọi người sử dụng chất kích thích khi chơi cờ là hỏng nha. Ý mình ở đây
chính là việc anh em nên có được cho bản thân. Một khởi đầu thuận lợi bằng cách lắp đồ sớm cho các quân cờ nhằm phòng ngự tốt hơn. Đồng thời lựa chọn cho mình những vị tướng khởi đầu với giá thành 1 vàng có tầm tác động đến sân đấu tốt. Tiêu biểu mình có thể kể đến một số cái tên như sau đây. Zeke, sát thương kỹ năng tốt và liên tục, lắp vào nước mắt từ sớm và xếp cờ an toàn là auto dội bom không ngừng nghỉ. Nocturne, khả năng ám sát tuyến sau máu giấy của đối phương, đảm bảo 1 đổi 1. Caitlyn, dù có một sao đi chăng nữa thì chiêu cuối của cô nàng nếu sử dụng được cũng đảm bảo đổi được một quân. Malphite, Poppy, Illaoi, tay cơ châu chó, câu giờ tốt cho tuyến sau của bạn. Grave, đam kỹ năng tốt, làm mù rất khó chịu. Về đồ ngon thì chúng ta có một số thứ sau đây. Bùa xanh, con nào cũng cần dùng chiêu, về sau bùa xanh cũng luôn có lợi cho nhiều loại đội hình. Giao điện, với một meta đã nhiều bè lũ tạo khiên thì trang bị này rất cần thiết. Nỏ sét kết hợp rất tốt với giao điện, đồng thời mạnh khi đội hình còn đang ít quân cờ. Thứ tư, nên luôn có từ 2 chủ lực trở lên trong một đội hình. Hầu hết các bộ cờ trong meta hiện tại đều tập trung vào một chủ lực duy nhất và cần thiết phải có 3 đồ chuẩn chỉnh cho hắn ta để có thể phát huy tối đa sức mạnh. Tuy nhiên trong những trận đấu ở trình độ cao, việc tập trung sức mạnh vào chỉ một quân cờ rất dễ khiến bạn hụt sát thương nếu như quân cờ đó bị đối thủ tập trung khai thác. Chỉ cần một cái phong kiếm nếu chủ lực của bạn không có áo tròn tỷ ngân, một đám sát thủ bu vào, cấu xé, hay đơn thuần chỉ cần một cái máy chiếu đúng vào vị trí mà quân cờ đó đang đứng cũng đủ khiến nó trở nên kém tác dụng hẳn đi trong giao tranh. Thế nên lời giải ở đây là ta cần có thêm 1 đến 2 vị trí gây sát thương nữa như một phương án B dự phòng cho những tình huống xấu. Kiểu như bạn chơi Master Yi Bluetooth nhưng cũng nên có một MZ hay đấng Yasuo đủ khỏe. Hoặc chơi Jihin nhưng cũng cần có cả Shaco gây đam tuyến sau hay một Ashe bắn tên liên tục. Setup đồ không chỉ cho tướng chủ lực mà còn cả cho phương án phụ cũng là điều cần để bạn dễ leo danh hơn. Thứ năm, nên lobby cùng với một người bạn và thực hiện một kế hoạch nhóm nguy hiểm. Nghe khá thú vị không ạ? Đầu tiên hãy kiếm một người bạn có trình độ ngang hoặc gần bằng bạn, dù họ chơi cờ chung, và cùng thực hiện một kế hoạch giúp cả hai có thể đánh bại 6 cờ thủ kia. Mình lấy ví dụ của bản thân cho dễ hiểu nha. Thường thì mình sẽ lobby cùng với một thằng bạn nữa. Bạn của mình sẽ thường chơi những đội hình theo meta dễ lọt top như là cơ giáp chẳng hạn, trong khi mình sẽ chơi siêu công nghệ và cố gắng phá hoại tất cả 6 cờ thủ còn lại qua việc tập trung xem thử họ chơi gì, cast đi món đồ mà họ cần hoặc chơi siêu công nghệ và lấy win streak sớm. Qua đó đẩy máu của đối thủ đi xa và tạo điều kiện cho đồng đội dễ dàng thi triển đội hình của mình hơn. Về sau, dù cho mình khó lòng đạt được top 1, tuy nhiên một cái top 4 cũng là đủ để bạn lên điểm danh rồi không ạ? Và vì là chơi cùng nhau, thế nên cả hai cũng cần phải có những thỏa thuận ngầm để kế hoạch dễ dàng chót lọt. Bao gồm 1. Không được cast bài của nhau. Cái này là điều tối kỵ nha anh em. Thứ hai, khi trong vòng đi chợ, cả hai phải trao đổi với nhau trước mình cần phải lấy cái gì, tránh việc tranh đồ của nhau. Nếu cả hai cùng lấy một món thì một trong hai phải lấy món khác của đối phương. Thứ ba, ở những vòng đấu cuối cùng nhau, ai cần thắng hơn thì người còn lại buộc phải làm yếu đi bộ cờ của mình để đảm bảo người cần thắng sẽ thắng. Nghe thì có vẻ hơi tiêu cực một tí phải không ạ? Nhưng không sao anh em ạ, bởi dù gì thì cả hai cũng sẽ đánh bằng chính sức mình rồi. Đây chỉ là một thủ thuật nhỏ giúp tăng tỷ lệ đạt top của anh em cao hơn mà thôi. Và vừa rồi là 5 mẹo thú vị mà anh em nên thử áp dụng trong thời điểm cuối mùa 3 để có thể dễ dàng leo danh hơn, dễ dàng đạt được vị trí mà mình mong muốn hơn. Anh em thấy thế nào ạ? Theo bạn còn những mẹo nào nữa không? Hãy để lại ý kiến cho Cà Phê Nhân Phẩm được biết. Và đừng quên like, share và subscribe cũng như ấn chuông thông báo nhằm không bỏ lỡ những tin tức mới nhất từ Cà Phê Nhân Phẩm trong thời gian tới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.